Liên quan đến thông tin cán bộ xã thu hồi tiền cứu trợ của người dân gây xôn xao dư luận những ngày gần đây, mới đây thông qua trang Facebook cá nhân, ca sĩ Thủy Tiên đã lên tiếng chính thức. Chủ đề này hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Thủy Tiên đã lên tiếng chính thức về vụ việc cán bộ xã thu lại tiền cứu trợ của người dân gây bức xúc trên mạng xã hội. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, sau khi xác minh và xử lý, thôn đã trả lại số tiền cho người dân. Cô cũng cho biết, mỗi chuyến từ thiện đều nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, công an và cán bộ địa phương, do đó sẽ không có tiêu cực xảy ra và nếu có sẽ nhanh chóng được giải quyết. Trước đó, Thủy Tiên đã hỗ trợ 69 hộ dân thôn Ngoạ Cương, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, mỗi hộ là 6 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó xuất hiện thông tin sau khi đoàn từ thiện đi khỏi, ban cán sự thôn đã thu lại toàn bộ 414 triệu đồng để cuối đợt thôn sẽ họp bàn với người dân bình xét, cân đối và phân chia lại, trong đó ưu tiên cho những gia đình bị thiệt hại nặng. Theo chia sẻ của trưởng thôn Ngoạ Cương, đây vốn là quy ước do thôn lập ra. Khi có đoàn về, ai có tên thì sẽ nhận tiền và nộp lại cho ban cán sự thôn gồm 6 người. Khi công tác tiếp nhận cứu trợ ổn định, sẽ họp toàn thôn, cân đối mức độ thiệt hại để dân bình xét, thông qua và tùy vào hoàn cảnh nhận lại tiền. Trong khi kiểm tra số quần áo cũ được các mạnh thường quân gửi tặng sau đợt mưa lũ lịch sử, một gia đình đang sinh sống tại thôn Loa, xã Ba Tần, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đã phát hiện 10 triệu đồng bị bỏ quên. Thay vì im lặng và cất đi số tiền này, vợ chồng ông Âm Diệu đã tìm đến Ủy ban Nhân dân xã Ba Tần để đề nghị cán bộ xã thông báo mong muốn trả lại số tiền này cho người bị mất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Tần mới đây cho biết đã xác minh số áo quần trên được đoàn cứu trợ xã Hắc Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội trao tặng. Số tiền 10 triệu đồng này thuộc về một người phụ nữ sống trên địa bàn, trước đó đã bỏ quên trong chiếc quần gửi đi cứu trợ bà con vùng lũ. Chị này sau đó đã gửi tặng lại vợ chồng ông Âm Diệu 2 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân xã Hắc Môn gửi tặng thêm 8 triệu đồng. Được biết, gia đình ông Âm Diệu dân tộc Vân Kiều thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã Ba Tần. Đợt mưa lũ dồn dập vừa qua đã khiến cho nhiều diện tích lúa, sắn, chuối của gia đình ông bị cuốn trôi, hư hỏng nặng. Bão Goni đã trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2020 chỉ sau một ngày. Cơn bão này đã tăng thêm sức mạnh khi đi qua vùng nước ấm phía Tây Thái Bình Dương. Sức gió mạnh nhất tăng từ 160 lên 290 km/h vào đêm 30 tháng 10, trở thành siêu bão và được dự đoán sẽ còn mạnh hơn. Goni được dự đoán di chuyển theo hướng Tây và đổ bộ vào trung tâm đảo Luzon, phía Tây Bắc thủ đô Manila, Philippines vào khoảng 20 giờ ngày 1 tháng 11. Goni được dự báo sẽ suy yếu khi quét qua đảo Luzon của Philippines, có thể mạnh trở lại khi vào Biển Đông. Bão Goni dự báo có thể đổ bộ vào Việt Nam vào ngày 4 tháng 11. Cách đây ít hôm, khi bão số 9 đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ, nhiều diễn đàn mạng xã hội đăng tải đoạn clip một người đàn ông đứng trên nóc nhà và nhảy múa giữa thời tiết mưa bão. Tuy chỉ kéo dài hơn 30 giây, song đoạn clip lập tức được chia sẻ rầm rộ, hút gần 1 triệu lượt xem trong vòng một ngày. Cư dân mạng còn suy đoán nhân vật chính là một thanh niên sống ở Đà Nẵng và clip được quay cách đây không lâu. Tuy nhiên đoạn video này không phải được quay ở Việt Nam và cũng không hề liên quan gì đến cơn bão số 9 vừa qua. Nhân vật chính là một người đàn ông Ấn Độ tên Jeremy Iranto, 27 tuổi, sống tại Mizoram. Trong video gốc, Jeremy Iranto leo lên nóc nhà giữa trời mưa lớn để biểu diễn vũ đạo trên nền bài hát Earth Song của Michael Jackson. Đoạn clip này đã xuất hiện trên YouTube từ hơn 6 tháng trước. Ngoài video này, thì anh chàng Ấn Độ còn nổi tiếng với nhiều video hài hước khác như thể hiện các động tác của ninja với một thanh kiếm nhựa trên nền nhạc Nhật Bản, cosplay Lý Tiểu Long luyện cung phu giữa trời mưa gió. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1 đã bắt đầu thử nghiệm vaccine COVID-19 trên khỉ vàng Macaca mulatta được nuôi dưỡng trên đảo Rều, Quảng Ninh. Dự kiến sau khi tiêm xong, đàn khỉ sẽ được theo dõi khoảng 3 tháng, sau đó tiếp tục lấy mẫu máu gửi về Hà Nội để làm các xét nghiệm. Theo kế hoạch, 12 con khỉ sẽ được tiêm vaccine thử nghiệm theo 2 đợt, mỗi đợt chia làm 2 nhóm được tiêm và không tiêm. Sau khi tiêm, nhóm khỉ sẽ được nuôi trên đảo riêng biệt và theo dõi sức khỏe hàng ngày. Trước đó, thì tháng 6 vừa qua, công ty này cũng đã thử nghiệm vaccine COVID-19 trên chuột. Kết quả thử nghiệm trên khỉ sẽ là căn cứ để thực hiện các bước thử nghiệm tiếp theo và đề xuất thử nghiệm trên người. Nóng trên mạng xã hội ngày hôm nay là câu chuyện liên quan đến Hoa hậu chuyển giới Hương Giang. Mới đây, thông qua trang Facebook cá nhân, Hương Giang cho biết cô đã cùng công an đến tận nhà thành viên trong group Anti Nữ Hoàng Đạo Lý để đối chất sau khi bị nhóm này công kích trên mạng xã hội.
Tối 30 tháng 10, trên trang cá nhân, Hương Giang chia sẻ thông tin về việc xử lý các thành viên lập nhóm tẩy chay nữ ca sĩ có tên Anti Nữ Hoàng Đạo Lý. Theo đó, cô đã cùng công an đến gặp trực tiếp và làm việc với một trong những cá nhân đã có những bình luận công kích cô trong group kể trên. Hương Giang cũng yêu cầu các thành viên trong group dừng lại việc tấn công mạng tới các chương trình, các nhãn hàng mà cô đang hợp tác. Cô cũng khẳng định hành động của nhóm này là vi phạm pháp luật khi đang phá hoại danh dự, nhân phẩm, cuộc sống, công việc, sức khỏe, tinh thần của nữ ca sĩ bằng những lý do cảm tính hoặc không hiểu đúng sự việc. Group Anti Nữ Hoàng Đạo Lý trước đó đã có đến hơn 100.000 thành viên. Tuy nhiên, nhóm này hiện đã biến mất trên công cụ tìm kiếm công khai của Facebook. Tuy nhiên, vẫn có các group ăn theo nhóm này được lập ra trên Facebook. Trước Hương Giang, cũng đã có những nghệ sĩ Việt quyết định đấu tranh với những người tung tin đồn thất thiệt và xúc phạm danh dự nghệ sĩ trên Facebook. Nghệ sĩ Trấn Thành đã tìm và đến tận nhà để đối đáp trực tiếp với Antifan, đồng thời nhờ pháp luật can thiệp với khẳng định con số bồi thường cuối cùng các bạn hãy tự tưởng tượng đi, tôi hứa là tôi sẽ làm. Phương Mỹ Trì cũng từng gặp mặt đối chất trực tiếp với Antifan cố tình xúc phạm tới ông bà đã mất của nữ ca sĩ. Những hành động quyết liệt của các nghệ sĩ khi đối diện với Antifan trên mạng xã hội đều nhận được sự ủng hộ từ dư luận. Cách xử lý của Hương Giang trước việc bị phản đối tẩy chay trên mạng xã hội đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Trước đó cũng đã có nhiều nghệ sĩ tỏ ra quyết liệt đối mặt với việc bị ghét, nói xấu hay là phổ biến là bịa đặt những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, công việc và đời sống tinh thần. Nên có cách nhìn nhận và phản ứng ra sao trong trường hợp trở thành nhân vật bị tẩy chay trên mạng xã hội? Chủ đề này đã thu hút nhiều ý kiến. Hãy cùng lắng nghe thông qua phần tổng hợp ngay sau đây. Nhóm anti có thể là do một brand đối thủ tạo dựng, hãy cứ bình tĩnh xử lý. Rút kinh nghiệm cho những anti fan khác, muốn anh hùng bàn phím lời lẽ đanh thép, cay độc bồi nhọ thì cũng chuẩn bị thời gian và tiền bạc để nộp phạt và lập biên bản cho việc xúc phạm nhé. Sẵn các bạn lưu ý, anti fan là một chuyện nhưng xúc phạm, nhân phẩm và bôi nhọ lại là chuyện dính tới pháp luật đấy. Một nghệ sĩ kiện anti fan dựa trên điều 34 luật dân sự với các hành vi xúc phạm nhân phẩm thì các em hiểu thành nghệ sĩ mà chỉ muốn được người ta thích không ai ghét. Trong khi ai cũng hiểu ghét là tình cảm cá nhân nhưng ghét mà có các phát ngôn ảnh hưởng tới nhân phẩm và cả miếng cơm nhà người ta thì nó hết cả cá nhân rồi vì nó động vào nhân quyền. Những người yêu cuộc sống của họ, bận rộn với những dự định và kế hoạch cá nhân, chẳng ai rảnh rỗi thừa hơi lên mạng ngồi sưu tập thông tin hình ảnh của người khác để nói xấu dựng chuyện cả đâu. Thế nên mỗi khi đọc được bình luận khiếm nhã, xúc phạm người khác trên mạng, mình chỉ cảm thấy thương cho họ. Bạn bung ra những lời cay nghiệt, chứng tỏ bên trong bạn cũng chẳng phải người vui vẻ, hạnh phúc. Với những người hay nói xấu dựng chuyện, có hai cách để cư xử. Một là không để vào mắt, cũng chẳng để vào tâm, coi họ như vô hình. Bởi thực chất chỉ cần gia đình bạn, bạn bè thân thiết, đối tác công việc, họ hiểu bạn là người tử tế, vậy đã là quá đủ. Tuy nhiên trong những trường hợp cần thiết nên bình tĩnh và nhờ sự can thiệp của pháp luật nếu những người này có hành động quá khích. Trước là Trấn Thành, sau là Hương Giang, mình cực kỳ ủng hộ quyết liệt của hai nghệ sĩ này trong việc đối phó với anti-fan. Trên mạng cũng như ngoài đời, người tốt kẻ xấu đều có cả. Đôi khi chính họ lại là thử thách cho mình để nhìn lại bản thân và học cách yêu thương, bảo vệ mình nhiều hơn. Không chỉ các nghệ sĩ mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng nên trang bị cho mình cách thức để bảo vệ cuộc sống của mình khỏi những kẻ nói xấu đặt điều.